Hello mọi người. Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Nó hiện tại mình đang ở địa chỉ là 189 Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 6 các bạn. Rồi đến đây là video chia sẻ các bạn xem về bánh mì heo quay da giòn của chị Mai. Đó, anh dạy mua nguyên ký luôn. Nguyên gỗ trái cây luôn cho các bạn. Ký bà rồi nha. À, hôm nay có trái cây luôn. Dạ. YouTuber, YouTuber tên gì? Dạ, con tên Việt. À. Nhìn thấy là biết rồi ha. YouTuber. Em trả số. Quay chị mua 1 ký thịt. Dạ. Trả tiền đàng hoàng. Làm làm em hết hồn phải không? Làm em hết hồn phải không? Quay chị mua 1 ký thịt, trả tiền đàng hoàng. Vì phải dễ thương các bạn. Ừ, đúng. Tại vì tao hay coi YouTuber lắm. YouTuber nào cũng biết hết. Lớn tuổi rồi, nhà ở không mà làm gì. Dạ. Nhiêu vậy cưng? 320 cho con hay con. Rồi, ok. Đây, cho 2 bịch nước. Thêm bịch nữa cũng được. Tại vì thằng nhóc ở đây nè, nó khoái ăn nước này lắm. Tôi ở Bình Chánh mà tôi lên đây. Nghe không? Nói đi. Tôi Bình Chánh là tôi lên đây, tôi mua vậy là biết rồi. Tiệm biết mai gì? Này là ngon lắm. À. Tôi quảng cáo cho tiệm mai nha. Đây, khách tới luôn. Rồi, cảm ơn. Dạ rồi, cảm ơn cô ạ. Dưa đâu, dưa đâu. Dưa, đâu. Dưa, dưa. 320 ký à. Một ký luôn. Rồi, cảm ơn cô chú luôn nha cô. Dạ dạ dạ, bye bye. Trời ơi ngon lắm các bạn nè. Nạc trắng không nha các bạn. Đấy, khách luôn. 2 ổ thì thịt 20. Ổ 22 ổ à. Thank you.
Đó là ba gọi mỡ đó các bạn, 200k một ký. Đang làm topping bánh mì. Giá là ba rồi nạc, ba gọi lúc sườn là 320, sườn rồi xá xíu là 300. Giò 150, móng 120, bánh mì 15k một ổ các bạn, thêm chi thêm tính tiền thêm. Ê, chủ Thành qua tới với Tâm ơi. Đây là nọng bằng giá với ba rồi mở 200k. Ba ổ bánh mì luôn chị Nga ơi. À, chúng ta xem chị Tâm soạn theo quay lên sạp nha các bạn. Mở nè các bạn. Cảm giác như nắng nóng quá mệt, ai cũng làm biếng nói chuyện nha ha. Chị Nga phát biểu vài câu chị Nga. Để tạo ra ma nữa. Thank you.
Một ổ bánh mì đi chị. Này sợ chắc là nôn về đi chơi lễ là sao? Nếu có 10 thối luôn. Có tiền chị gái. Cho lửa mạnh hả? Đây, khách tới luôn nữa nè các bạn. Cô lấy mỡ nó nói lấy thôi, nó lấy cho. Cô lấy ở dưới đây con cắt sẵn nè, cô nhìn cho hết là hết mỡ nè. Hai ký ít mỡ chặt luôn. Chặt đừng có chặt nhỏ, ý đừng chặt bự quá nha em, chặt vừa. Hả? Phải ăn rồi. Ủa, không biết là trả lời luôn á. Bộ ngày nào cũng ở đây quanh theo cái không hả? Nói là sao thôi, chỉ được trái quà đúng không? Mua đi ăn. Trả lời rất là dứt khoát, gọn gạt, nhanh gọn lẹ luôn. Mua đi mà. Ừ.
Hey, chị Tâm soạn heo quay ra tiếp nha các bạn. Có phá tiền của anh ơi. Hello anh. Không nghỉ lễ sao anh? Nào muốn qua chị Tâm muốn gì không em mời. Chị nghe bé Ly với anh Tiến nè. Xin tố đây. Xin tố, anh xin tố kêu đi. À, ông đứng ra luôn. Ủa ông bán xin tố nữa hả? Có. Không có bán xin tố đâu. Trời, em bán vé số nó có. Trời, bán xin tố ba ơi ba, vé số đâu mà vé số. Người ta không mua vé số. Ôi, hỏi xin tố ra bán cái vé số. Thì vậy hỏi sao ông cũng trời ơi có bán không có có bán không là chị Tâm có mối đi giao á. Không xin tố ông hỏi cái con ông hỏi cái chỗ bán xin tố ở đâu ông vô ông càng quét không cũng nhanh gọn lẹ dứt khoát lắm. Thôi chị Tâm kêu đi muốn uống gì anh cam hết đấy bà con. Anh Thạnh nên quanh xử lý vụ này nha. Thường thường lấy uống gì anh làm đó đi. Thôi bố uống rồi, nó bố uống quyền cái vụ nè. À trời ơi. Vậy rồi. Rồi. Rồi vậy làm hết đây. Anh Tiến uống càm ha. Không. Cho em càm luôn đi. Không. Hả? Không được uống nữa. Tới con chuyện luôn rồi. Vậy ba ly cam luôn đi. Không. Hả? Bây giờ chị uống gì chị nói em nghe nha. Em thấy số nhiều nè. Uống gì? Chị nghe nói vậy nè. Giờ ai uống tình gì bạn bè cho có bình lông nè. Bà uống gì mà nói đi. Chưa ăn gì chưa uống được. Vậy là khỏi cho nha. Chắc chưa? Rồi. Ok. Uống gì? Bơm là một số xin tố là hai rồi đó nha tiếp hả tiếu gì ừ. Đó là ba thôi vậy để anh uống cái kia ủng hộ anh đi ông chữ cho không chú bà dội đi chắc không chú không để sáng sáng bảo ly mua xin tố rồi mà chưa có xin tố ăn chung à rồi cái nạt nạt để nguyên rồi cái nó mở ba rồi mở rồi nè cái ngược cái gì. À, bữa nay quay phim rồi về mở vô tiếng cho coi nha. Chú có lên hình không? Dạ đây nè cô chú. Vô tiếng ở nhà ngày nào cũng coi hết. Dạ dạ. Có chú trên đó luôn. Giờ bao nhiêu tiền? 100 Chú ở đâu đến đây con xỏ à? Trời ơi sát bên đây chợ Lầu Gốm nè. Ồ. Qua TV ra quay hết rồi. Tôi ăn cái tiệm này biết bao nhiêu rồi đó ở trong chợ giờ ra này. Dạ. Trong bên hồ em ngồi. Dạ, lên hình mà mang khẩu trang rồi. Ờ dạ rồi, dễ thương quá. Đẹp 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 trai, đẹp trai đẹp trai. Chú nói cái gì đi? Thôi thôi. Xe biết nó vô chợ lớn luôn á, thằng Hàng Sơn Sơn xuống ở chỗ tôi cho tao vừa nó nói vậy. Hai xe bịch trắng nha chị. Tới không vậy à? Hỏi hồi chị Nga uống nước không mà hỏi căng quá chị Nga không dám trả lời luôn. 20 giải phóng rồi anh ơi. Chưa. Hạnh ơi. 20 ở đó thua hoài.
xin tố không? Giờ có bán không? Không bán thôi nha, không muốn. Làm cho mấy đứa kia đi không làm. Đó. À, nhớ nghe. Nếu là ngon cho 2 ký đi. 2 ký hả? Nhỏ không? 4 hộp. Trường 6 chứ không có xin tố. Để miếng thôi hả? Không, chụp miếng nhỏ vậy nè. Rồi, chú xin táo cho chú xin tố. Ôi trời ơi, đau. Bán lại đi chút. Trời ơi, không làm cho em nữa hả? Ủa, ba ly luôn hả? Ừ. Ai mà ba ly hả? Ba ly là của anh chị nữa. Không có, người ta không uống anh ơi. Anh gì là anh gì? Anh nào? Nói cho rõ. Quên nghĩ là quên trời của mình đó. Trời ơi. Ủa tôi phải mèo 2 ký à. 2 ký nè. Đó là nói nghe đau lòng trời. Đau lòng quá đi, thôi mình quỷ kèo đi. Mấy mình nghĩ uống nước cam được không? Nói nghe câu đau lòng có nghĩ uống nước cam luôn á. Chừng nào nhớ tên gọi cho em qua ủng hộ ly lại một ly. Ba bánh mì luôn chị Nga ơi. Giấy trắng là không chen nha chú. Giấy đen là có vàng không chị Tâm? Giấy vàng là có chen. Trắng đen cho nên tương phản. Tổng cộng nhiêu tiền em? 640. 640 hả? 640 đưa 700 thôi. 700 ờ. Ừ. Đầy đủ cho hết. Cho em 5.000 đi nha. Rồi lấy gì rồi? Cái đùi đó. Ôi nè, ngon quá các bạn. Bánh mì tiếp tục. Bánh mì là 15k một ổ các bạn, các bạn thêm kêu thêm tính tiền thêm. Sao để cho Lily nhìn thấu tận bên trong lận chị Nga. Nè con ơi, 15. Bên trong là xin tố mà cái miệng thì nói gì không muốn. Nhưng mà trong lòng là không ai nói ước gì, ước gì Ly nhìn thấy bên trong của chị Nga ha. Ai à, thấy thiệt. Chị Nga chỉ kêu nước cam sắp ruột đó, không nghe đấy hả? Sáng chưa ăn sáng. Không uống à, hoặc đổi món thì mình nói đi. Sáng chưa ăn sáng. Hỏi uống không? Sáng chưa ăn sáng là sao ta? Chưa ăn sáng là có ai mời ăn sáng cũng đó. Ủa vậy. Chứ tưởng đâu chưa ăn sáng. Chưa ăn sáng uống nước cam không có được. Bị đau bao tử. Ủa ăn vô đi rồi kêu rồi ăn vô ăn là ăn không liền à. Không định bán lẻ là không đi đập dịch thấy gì mà không uống vậy. Đúng không, đi đập trang đập dịch phải không? Ôi đi đập dịch nghe bún bằng dịch luôn rồi kìa. Bún bằng dịch.
rửa tay chắc cái gì rồi. Cái bạn Thành đi đâu sao? Đi đập dịch. Giờ này nắng lắm sao đi đập dịch nổi trời. Giờ này là mát. Chưa mới nắng. Rồi anh Thành chắc giờ anh Thành đi đập dịch. Nghe nghe đồn hôm nay anh vợ vẫn vợ đi đập dịch thiệt hả? Nghe tầm đó hả? Đợi chút xíu em qua em trả tiền ha. Còn ở đây không ha, đi đâu? Ở đây. À, ở đây thì chút xíu trả, còn đi đâu thì đi đi. Đi nợ đi cuối năm trả một lần. Ai? Cái ổn mì. À cho tiền anh cũng không có đi nữa. Tiền ổn không muốn đi đập nhìn nữa, không đi đập cái khác. Thù à. Mấy chú ổn mì con. Bây giờ còn cái tuổi mà còn đẻ được cho nên cứ đạp. Rồi sao chị Tâm sao? Tâm nói được, được đó, chiều nay giờ đạp. Làm chút thôi chứ ở già rồi đạp không nổi. Già rồi đạp không nổi. Thôi đừng có suối. Anh cũng thiệt tình á. Anh Nhân Như nơi tà đạp hết nổi rồi. Thiệt là cái tình em đang quay video mà anh Hạnh. Ông anh Hạnh đang suối mình theo ảnh á, ảnh nói trẻ đạp dịch mạnh ly rồi để già đạp không nổi, là trẻ anh đạp mạnh quá giờ này anh đạp không nổi nên mình đừng có đạp. Đạp vừa vừa thôi. Anh đang dẫn mình theo con đường của ảnh đó. Giữ tiền, giữ tiền. Dạ không em ơi, có nước cam rồi. Cam rồi. Thôi thôi thôi, uống cam được rồi, đi cam được rồi. Bây giờ nè, nói nghe nè, bây giờ em cũng muốn xin tốt mà xin tốt chưa em muốn nha. Nhưng mà chị có phải có tủ lạnh gì để vô xin tốt mà. Đó, anh này có. À. Chị muốn đi trời có sao đâu. Tự do, tự nhiên đi chợ có gì đâu. Trời ơi. Trời ơi. Chuyện nhỏ như con thỏ đấy mà. Này có cam vậy uống nào. Dạ. Dạ đương nhiên phải uống cam rồi, tại chị không có lựa chọn. Vô thế rồi, bà nói, chị ta chị Nga nói tới rồi. Bây giờ thèm sinh tố quá, giờ sao trời ơi. Người ta nói sinh tố là nước gì? Đó rồi cho lỗ rồi. Cái gì cô? Lấy cái miếng cái cầu nhỏ nhỏ đây, cắt nó nữa chứ giờ cái này đây nó như này. Chặt hai nhỏ rồi đi Nguyên. Cô, chặt nhỏ rồi đi Nguyên. Đi ba lần, à đấy cái nền nào cái này con đỡ kỹ để nguyên hết con hả? Để mở bụng bụng chuyện đi ba gọi đi 300 ba gọi để nguyên chị. Có anh có chặt không? Chặt cái này trăm ngàn của anh ta chặt bụng bụng nha, bụng bụng mà bự á, chặt vậy đó, quá giòn luôn. Giòn rớp 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 rớp. Có bán gì không? Có. Lấy bố ổn. Bán 100.000 ba giỏi đi. Lấy bố ổn thì không. Dạ đây lấy. Dạ tiền của chị nè chứ. Cầm đi cô, chừng nào có tiền rồi đứa mẹ cô. Có bán cho anh ơi. 100.000 có bán ba giỏi. Có chặt nhỏ không chú ơi? Có chặt nhỏ không chú ơi? Em đặt cho tôi đi. Ở trong cái nó có 100.000 chặt. Đặt cho tôi đi. Khách tới luôn các bạn ơi. Từ ngon như 100.000. Trời ơi nó ngon. 100.000 đúng rồi. Chặt không cô? 100.000 của ai nè? Giờ lấy ổ bánh mì vô. Nửa ký nhiêu? Nửa ký 160 cái này 5 lần nửa cho
cho cùng vô đây khó không? Đừng có lấy nước chấm, lấy cùng vô đây. Bắt này đi, bánh này đi. Bắp thịt là làm bánh mì chứ không phải con cho lợn thôi nha, đừng làm kiểu lợn cho lợn. Cái này con bánh mì để làm nó bánh mì sạch. Cái gì cô? Bánh mì sạch. Trời ơi, lấy ba làm thường đâu. Nó làm thường, nó chặt không ạ? Chặt, chặt ăn cơm á. Trời mấy anh, mấy chị của mình là cũng mát dễ sợ. Đừng có lấy ngọt quá. Quay đi, con muốn hỏi đồ. Chị Hà uống gì kiểu nó cam đi chị Hà? Bố hỏi thì một bố hỏi 60. Nhét chị Hằng vô camera luôn. 15.000 ly á. 15.000 đây. Bối. Chị Hằng, chiều nay 6 giờ. To luôn quá chị Nga. To luôn quá không? Chị Nga uống cái can. Uống nửa ly chị Nga ly bà uống gì? Bởi em mới bán cho chị Hằng một ly rồi cho bà uống đó. Càng quá càng. Kệ cứ cho chị Nga đi có sao đâu. Không, chị Nga mới nói lên tiếng miếng rồi chị Nga mới cho. Chị Nga ơi, mạnh mẽ lên chị Nga. Không uống, không uống rồi, không uống luôn. Không uống bơ hay là không uống cam? Cho em đi ép táo không còn nữa nha. Mạnh mẽ lên nào chị, tự tin lên nào. Có đâu phải ngại, có chị ngại ngại, chị ngại hại hại cho bao tử á. Dân chơi đi cầu tuột mỗi ngày mà sợ. Tụi có nó sơn khó mà nó không dính đó luôn. Cầu lá tốt luôn hả? Ừ. Có gì cơ hội thì có bỏ dương. Không dương à. Ngọt đó. Không lấy dương. Còn đây mà lá tốt luôn rồi. Cái hỏi mày 30. Luôn.
Qua ai hai ổ không Dương à? Qua lấy giùm em. Rồi, bên tay phải luôn chị. Quá trời ngon luôn các bạn. Nạc da giòn. Chắc chị 100 ngàn heo quay đó em. Nhỏ luôn hả con? Xá xíu 30 ngàn. Em có xíu mà mua heo quay. Mua heo quay xá xíu 30 ngàn. Heo quay xá xíu. Rồi, con chia cô 2 hộp nha. Để 2 bịch riêng hả cô? À, 2 bịch riêng. Rồi cái con cho cô cái bịch lớn chung. Dạ, dạ. Chồng vô đi. À, đúng rồi, đúng rồi. Nửa ký heo quay như vậy. Em lấy nửa ký. Bịch bánh trắng không mua nửa ký, 2 ngàn. Nửa ký heo quay với 30 ngàn xá xíu. Nửa ký ba gọi heo quay. Cái miếng nào đặt mạng cho cô rồi? Nửa ký ba gọi. Cái 30 ngàn nó xíu là riêng phải không? Rồi. Cái con cho cô bịch bánh. Cái miếng đó nè. Miếng nào nè, miếng nào lấy cho cô nè cô. Bầm bầm giùm cho bé ăn. Dạ bầm bầm bầm. Chớp chớp đó. Cho mấy đứa nhỏ ăn. Chớp bầm 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 chặt. 15. Cho anh một ổ luôn đi. Đi luôn quay à, xá xíu đi. Cho cô xin trái dưa được không con? Thôi hai ổ xá xíu luôn. Hai cái chỗ đồ với hết chứ phải. Không ra không được. Đó nó cho. Vậy nó bỏ ra ổ.
không hết, nước sốt nhiều. Chị ổng không ra. Ra miếng thịt em ơi. Con gái ơi, lấy cho chị nửa ký ba loại đậu gì hết nhỏ cho chị nha. Nửa ký ba loại chặt nhỏ hả gì? Đúng rồi. Hai hổ 20 ngoài xe mà hổ không ớt nước sốt nhiều. Của chị này là nửa ký hay gì nè. Nửa ký chặt cho chị. Chặt nhỏ cho chị, có mấy em bé à? Chặt bé đều đeo. Đó, đừng nhỏ quá. Tự nhiên bé đập theo. Nè anh Bụi ơi, đưa màu hổ nó ra đây, đưa màu bên đây. Nửa ký hơn. Nửa ký của chị áo đỏ đó. Cho chị nước sốt nhiều đi. Rồi, cho nhiều. Rồi chị lấy gì chị? Hổ không ra. Lấy một ký. Nước cấm thôi à chị ơi. Rồi. Cầm sáng nè. Một ký hả? Lấy một ký. Nó chặt con cưa chú. À, chặt nổi luôn. Có mẫu không? Không, cái này là nạt á. Ừ, lấy cái nạt á. Dạ. Con lấy cái nạt cho chú, đừng có bóp tay vô. Lấy cái nạt thôi thì lấy mẫu á. Con biết rồi, lấy cái nạt cho. Mẫu quá trời. Mẫu rồi tâm. Để bỏ nghe rồi chị ơi. Đây có cái này nó không giảm, 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 n